suy niệm lời Chúa Chúa nhật thứ hai thường niên năm C trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan hôm ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilee trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời đến tham dự khi thấy thiếu rượu thân mẫu Đức Giêsu nói với người họ hết rượu rồi Đức Giêsu đáp: Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ, các anh hãy đổ đầy nước vào chum đi và họ đổ đầy tới miệng rồi người nói với họ bây giờ các anh múc và đem trông quản tiệc họ liền đem trông khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra còn gia nhân đã múc nước thì biết ông mới gọi Tân Lang lại và nói ai cũng thiết rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà mới đã rượu xoàng hơn còn anh anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee và bày tỏ vinh quang của Người, các môn đệ đã tin vào Người. Suy niệm với chủ đề Chúa đi ăn cưới. Đã có một thời các cha chẳng bao giờ dám đi ăn cưới và coi đó là chuyện thế gian, bậc tu hành không nên tham dự. Ở các nhà dòng, đặc biệt tại các đan viện, người ta cũng chẳng dám cho cử hành hôn lễ tại nhà nguyện của cộng đoàn, sợ các tu sĩ dễ bị nhiễu sóng bởi những bóng hồng tha thiết và đám cưới được xem như không thích hợp với bầu khí thánh thiêng nơi tu viện. Tuy nhiên, hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã từng đi ăn cưới giống như mọi người chúng ta. Không phải chỉ có mình Ngài, Chúa còn kéo thêm cả một đoàn đệ tử hộ tống đi theo. Đám cưới tại Cana có sự hiện diện của Chúa Giêsu, của các tông đồ và có cả Đức Maria. Trong tin mừng Gioan, Chúa Giêsu khởi sự cuộc rao giảng rất tin mừng với việc đầu tiên là tuyển chọn 12 đệ tử sau đó, cả thầy lẫn trò cùng kéo nhau đi ăn cưới. Thánh Doan là một thần học gia rất uyên bác. Những động thái của Thứ Kisu cùng với những phép lạ Ngài thực hiện được Thánh Doan thuật lại đều mang trở một nội dung thần học rất sâu xa. Phần thứ nhất, lược qua câu chuyện. Người Do Thái khi xưa thường kéo dài tiệc cưới suốt cả tuần lễ, người ta không rước dâu về nhà chồng giống như ở Việt Nam, nhưng chú rể sẽ đến nhà cô dâu giữa đêm khuya. Các thực khách được mời sẽ dự tiệc kéo dài trong nhiều ngày và đương nhiên chủ nhà phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống, nhất là phải có đủ rượu để đái khách. Nơi tiệc cưới Canada. Có lẽ vì khách quá đông và thời gian lại kéo dài nên bỗng hết rượu. Quả là một tai họa cho gia đình. Họ sẽ bị bé mặt trước bao quan khách vì đám cưới sẽ bị dở dang và gia đình sẽ bị thiên hạ chê cười. Nhưng Chúa Giêsu đã ra tay can thiệp qua lời cầu ngọ của Đức Maria và cuối cùng phép lạ đã xảy ra những chung nước dự trữ cho khách rửa tay theo phong tục do thái đã biến nên những chum rượu nho hảo hàng nhưng điều cốt lõi ở đây mà thánh ký doan muốn trình bày chính là chủ đích thần học của ngài chúa đi rửa tiệc cưới không phải chỉ như một động thái mang tính giao tế xã hội nhưng qua trình thuật thánh ký muốn diễn bày dung mạo cứu thế của giêsu Chí ngài chính là căn nguyên niềm vui ơn cứu độ được tặng trao cho con người. Những chi tiết được thuật lại đều mang trở những ý nghĩa sâu xa mà chúng ta cần phải nghiền ngẫm để dần khám phá ra. Phật thứ hai, Đức Giêsu, một Thiên Chúa làm người. Đức Giêsu vốn là Thiên Chúa rất Thiên Chúa, nhưng đồng thời Ngài cũng là một con người rất con người. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã chia thân sẻ phận với chúng ta. Ngài vui với người vui, khóc với người khóc. Thánh giáo phụ Irene đã viết, Thiên Chúa từ trời cao đã xuống đất thấp và trở nên một con người hèn hà để nâng chúng ta là những con người hèn hà trở nên giống Thiên Chúa cao sang. Đây là một kịch lý khó hiểu và Thánh Doan muốn chúng ta suy nghiệm sâu xa nghịch lý này. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah cũng tiên báo về thời thiên sai. Trong kỷ nguyên đó, đấng cứu thế là đấng công chính sẽ xuất hiện từ hướng đông. Ngài sẽ ngồi trên ngai với vương miện huy hoàng và dân chúa sẽ trở thành tân nương được Đức Chúa đem lòng sủng ái và kết lập hôn ước. Tiên tri viết: Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Isaiah chương 62 câu 5. Trong thời kỳ cứu độ, dân Chúa được nâng lên địa vị mới, trở thành vợ hiền của Đức Lang Quân là Chính Đức Giêsu. Vì thế, hình ảnh tiệc cưới ra là dấu chỉ tiên báo về thời thiên sai này. Đức Giêsu là vị lang quân, là người chồng, còn chúng ta là hiền thê trong hôn lễ nhiệm màu đó. Cũng vậy, trong sách Khải Huyền, Thánh Doan thuật lại thị kiến về tiệc cưới chiên con. Bữa tiệc thiên sai đã trở thành hiện thực khi máu Đức Giêsu đổ ra trên thập giá đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Rượu là biểu tượng của niềm vui ơn cứu độ. Tiên tri Isaiah còn nói về bữa tiệc cánh chung với thịt béo và rượu ngon. Thánh vương David cũng viết Thánh vịnh 22 diễn tả lòng yêu thương của Thiên Chúa qua hình tượng đồng cỏ non dòng suối mát, nhất là qua ly rượu nồng đầy tràn chan chứa Thánh Vịnh 22 câu 5. Rượu và sứa trong bản tiệc cánh chung mà ngôn sứ Isaiah phát vẽ ám thị về niềm vui mà ơn cứu độ sẽ đem lại. Sứa làm thỏa cơn khét cho những ai đang khao khát được giải phóng và rượu mang lại sự vui mừng cho những tâm hồn được giải án tuyên công vì rượu làm hoan hỷ lòng người. Chúng ta xem Isaiah chương 55. Phép lạ đầu tiên Chúa thực hiện tại tiệc cưới Cana khi Ngài biến nước thành rượu, được nối kết với phép lạ cuối cùng trên thập giá khi Chúa biến rượu thành máu của Ngài. Máu được đổ ra để đem lại ơn cứu độ. Đây cũng là máu trong tiệc cưới con chiên. Những người mặc áo trắng tinh tiến vào bàn tiệc đã giặt áo của mình trong máu con chiên vô tội ấy. Thánh Doan đã viết lại sách tin mừng thứ tư với những phép lạ liên kết với thử hiến trong sách khải huyền để khải thị cho chúng ta am tưởng về chân tính cứu thế nơi Đức Giêsu. Phần thứ ba Đức Maria e và mới Trong tin mừng Thánh Doan Đức Maria được nhắc đến hai lần. Lần thứ nhất trong tiệc cưới Cana và lần thứ hai khi mẹ đứng dưới chân thập giá. Phép lạ đầu tiên và phép lạ cuối cùng Chúa Giêsu thực hiện đều có sự tham phần của mẹ Maria. Trong phép lạ thứ nhất, Chúa nói với mẹ: "Thứ bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi, giờ của tôi chưa đến." Trong phép lạ cuối cùng, Chúa cũng nói với bà thưa bà đây là con của bà hạn từ bà là thuật ngữ đặc thù thánh doan sử dụng để đề cao vai trò đức maria như một bà e và mới trong nhiệm cuộc cứu độ đức mẹ đã không thực hiện bất cứ một phép lạ nào nhưng mẹ là người chuyển cầu là anh ta chết sư để phép lạ xảy ra họ hết rượu rồi một câu nói rất giản đơn nhưng diễn bày vai trò e và mới nơi đức maria cũng vậy khi đứng dưới chân thập giá mẹ hoàn toàn thinh lặng nhưng đi sâu vào sự hiệp thông trọn vẹn trong kế hoạch cứu độ vì thế đức maria trên đồi can v đã hiển thị một cách sung mãn vai trò e và mẹ của chúng sinh trong một kỷ nguyên mới để cùng với Đức Giêsu Adam mới đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã ca tụng mẹ với nhiều tước hiệu, cách riêng Thánh Doan mời gọi chúng ta hướng nhìn về mẹ như là thầy dạy đức tin. Trong cuộc hành trình đức tin, mẹ đã hoàn toàn quy thuận thánh ý Thiên Chúa để cùng với Đức Giêsu mẹ trở nên máng trở chuyển thông ơn sủng cho con người muốn hưởng nhận ơn cứu độ chúng ta hãy thực hành điều đức maria truyền dạy ngài bảo sao anh em hãy cứ làm như vậy kết luận có một lần đức thánh giáo hoàng joan Phaolô đề nhị đi viếng thăm mục vụ tại phi châu để biểu tỏ niềm vui dân chúng cụp tay nhau reo hò và nhảy múa trước khán đài nơi cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha từ trên lễ đài với phẩm phục trên người cũng bước xuống cầm cây gậy trên tay và cùng nhảy múa với các bạn trẻ để trung hòa niềm vui với họ. Ngài cũng muốn bắt trước Chúa Giêsu khi đi vào trần gian, chung chia cuộc sống với mọi người. Chúa biến nước thành rượu, trở nên biểu tượng của niềm vui ơn cứu độ Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta cũng cần trải nghiệm niềm vui sâu xa này. Và trong cuộc sống đời thường, chúng ta hãy đem niềm vui ấy chia sẻ cho nhau. AMEN